đấy là một cái bài của chị giám đốc nhân sự của Loi Việt Nam được nói lên chương trình VTV buổi sáng ấy. Thì chị nói là có một cái thứ mà máy móc không thể được con người, đó chính là trái tim. Con người luôn luôn phải có những cái xếp đoạn, và khi mà em càng học càng về sau này càng lên cao ấy, thì cái sự xếp đoạn ấy, cái judgment ấy nó luôn luôn rất quan trọng. Đó là cái thứ mà máy móc không thể thay đổi được em. Thế thì đấy là cái vị trí của người làm lĩnh vực về tài chính kế toán kiểm toán trong cái thời đại mà mọi thứ nó biến đổi quá nhanh như thế này. Thì nhiệm vụ của em là gì? Thứ nhất, luôn luôn phải nắm vững những cái core value, những cái knowledge, những cái lõi, kiến thức lõi của em, những cái thứ mà em dùng nó để cho cái judgment sau này. Bởi vì thực tế là gì? Những cái chuẩn mực, những cái thứ mà chuẩn kế toán Việt Nam này, cái mà mình nói từ nãy đến giờ ấy, đảm bảo em là đến một lúc nào đó, không phải bây giờ thì một vài năm nữa thôi, máy móc có thể làm cho em những cái việc mà giao dịch từ lúc mà giao dịch phát sinh đến lúc mà lập báo cáo tài chính ấy. Anh khẳng định với bọn em 5 năm hoặc 10 năm nữa, một cái báo tài chính ra đời không còn bất cứ một cái tác động nào của con người. Nhưng nhiệm vụ của em là gì? Em phải có kiến thức để đánh giá nó, để phân tích nó, để đưa ra những cái quyết định số doanh nghiệp với level management